Sự căng thẳng trong công việc thường làm bạn đau đầu và mệt mỏi. Mang vác quá sức làm bạn bị đau lưng. Bạn thường xuyên bị cứng mỏi các khớp ngón tay hay bàn chân đau ê ẩm sau một ngày dài làm việc trong tư thế đứng. Giờ đây các bạn đã có một giải pháp, đó là chiếc máy massage chuyên nghiệp sử dụng tiện lợi mọi nơi mọi lúc, ngay tại cơ quan, khi đi du lịch hay ngay tại nhà mình. Với Elite Massager, bạn sẽ nhận thấy sự căng nhức đau mỏi sẽ nhanh chóng tan biến. Nhấc bi massage ra ngoài, làm ấm lên dưới vòi nước nóng, bạn ngay lập tức có thể mô phỏng liệu pháp massage bằng đá nóng, giúp giãn nhanh những bó cơ căng mỏi. Đó sẽ là cảm giác tuyệt vời mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đó. Cơ cổ cứng đau mỏi sẽ trở nên mềm mại linh hoạt trong chốc lát. Là một trong những sáng chế mang tính đột phá trong công nghệ phục hồi sức khỏe, Elite Massager trở thành sự lựa chọn ưu tiên của các chuyên gia vật lý trị liệu, các vận động viên đẳng cấp quốc tế và những người muốn thư giãn và loại bỏ cảm giác đau mỏi cơ thể hàng ngày. Máy rất dễ sử dụng nên ai cũng có thể massage. Chỉ với một phần chi phí so với chiếc máy massage đắt tiền khác, nhưng bất kỳ khi nào muốn, bạn vẫn được trải nghiệm cảm giác massage tổng thể, massage huyệt đạo, liệu pháp từ trường, liệu pháp đá nóng, thư giãn bàn tay và bàn chân. Bộ sản phẩm máy massage Elite Massager được mang đến với bạn với một mức giá vài trăng nhưng hiệu quả thì vượt trội. Với tay cầm có khớp nối, có thể tháo lắp dễ dàng, dường như bạn đang có một chiếc máy massage tích hợp 2 trong 1. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được tặng miễn phí đầy đủ bộ phụ kiện massage huyệt đạo. Đây là phụ kiện tuyệt vời giúp tập trung năng lượng của Elite để giãn cơ căng mỏi nhanh hơn, tác động trực tiếp lên điểm nóng giống như liệu pháp bấm huyệt. Đi kèm với sản phẩm là tài liệu hướng dẫn sử dụng đầy đủ với hình ảnh minh họa đẹp và rõ ràng. Sản phẩm nhỏ gọn, vừa vặn trong túi du lịch. Vì thế, bạn có thể mang Elite Massager theo đến bất kỳ nơi nào. Còn nữa, nếu bạn gọi ngay cho chúng tôi trong thời lượng phát sóng của chương trình này, bạn sẽ được tặng miễn phí một bộ giá đỡ massage bàn chân có giá bán là $20. Tuy nhiên, chỉ có trong khuôn khổ chương trình khuyến mại của chúng tôi. Phụ kiện này sẽ giúp mang lại cho bạn một sự trải nghiệm massage bàn chân thư giãn nhất từ trước tới giờ. Bạn sẽ nhận được máy massage Elite Massager mang tính cách mạng, bao gồm đầy đủ máy và tay cầm có khớp nối dễ tháo lắp, đầu massage huyệt đạo và giá đỡ massage bàn chân. Giờ nó trở thành chiếc máy massage 4 trong 1. Best Buy có dịch vụ giao hàng và bảo hành miễn phí cho mọi khách hàng trên hầu khắp các tỉnh thành cả nước.